Chào tất cả các em, chào mừng các em đến với tiết học của khối lớp 4 bài thể dục nhảy dây kiểm chân trước chân sau. Thì trước khi vào bài, thầy hướng dẫn các bạn cử động. Đầu tiên, hai tay nắm mõm xoay cổ. Một, hai, ba, bốn, năm. Bài học của chúng ta đến